Phụng. Phụng, không có được đi đường đó đâu nha. Người ta đang chặn đường, không được đi đường đó đâu. Cái bè bên trái em á, em bên phải với lộ. Đang đông người sao? Em đi xung quanh cái chùa này đi. Xung quanh người ta chụp ảnh thôi.